năm châu bốn bể, mỗi người con đất Việt đều tự hào về tinh hoa văn hóa của dân tộc. Tại các quốc gia, bản sắc ấy đã góp phần bảo tồn, gìn giữ và lan tỏa tới bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc Việt. Qua thời gian, trong tâm thức của những người Việt xa xứ, mái chùa trở thành nơi chở che hồn dân tộc. Với mong muốn, khát khao có thêm nơi nương tựa tinh thần cho cộng đồng xa xứ, những trái tim Việt tại Yangshan vượt mọi trở ngại, khó khăn đã chung tay dựng xây mái chùa chung tại miền Nam Hàn Quốc và cùng trung tâm phúc lợi do chính người Việt thành lập, sẻ chia, giúp đỡ đồng hương. Vì người Việt phân bố rải rác tại các tỉnh xa, không thể đến chùa Viên Ngộ ở Trung Chân Nam ngoại ô Seoul, nên hầu như cuối tuần nào, thầy trụ trì và sư cô cũng đi các tỉnh, thường là mượn địa điểm tại nhiều ngôi chùa của Hàn Quốc để gặp gỡ và tổ chức các buổi sinh hoạt cho Phật tử người Việt. Chăn trở vì điều này, nghĩ về nhiều người Việt xa quê hương không thể đến được với ngôi nhà chung miền Bắc, nên Đại Đức Thích Tường Thanh và cộng đồng Phật tử Chùa Viên Ngộ lại tiếp tục chung tay kiến tạo thêm ngôi chùa Việt thứ hai mang tên Hải Nguyện ở Yangshan, miền Nam Hàn Quốc. Sau 8 năm tạo dựng một đoàn thể Phật giáo chung, Đạo Tràng Viên Ngộ, và chỉ hơn 1 năm, đồng thời hai mái nhà quan trọng, Trung tâm Phúc Lợi Ngôi Nhà Quê Mẹ và ngôi chùa Hải Nguyện đồng hành cùng đời sống của người Việt tại miền Nam Hàn Quốc đã chính thức đi vào hoạt động. Tất cả từ hai bàn tay trắng, từ mảnh đất trống, gây dựng chùa, tạo nơi ăn trốn ở, nơi chở che cho những hoàn cảnh cơ nhỡ không nơi nương tựa trở về tu tập, tạo nguồn bảo hiểm cho cộng đồng người Việt xa quê. Một hành trình dài với biết bao khó khăn, thử thách đã đi qua. Và ở đó, luôn là sự hoan hỷ mà Đạo Tràng Viên Ngộ đã cùng nhau nỗ lực, đoàn kết, vun đắp kiên trì dựng xây phát triển. Chúng tôi thành lập cái trung tâm phúc lợi để hỗ trợ về luật pháp, về chỗ ở, rồi công việc. Rồi đặc biệt là hỗ trợ về viện phí cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là hoàn cảnh không có bảo hiểm quốc dân, thì chúng tôi phải tìm các cách để mà liên kết với các bệnh viện, các tổ chức, rồi vận động trong cộng đồng để mà hỗ trợ cho tất cả mọi người. Thì tương lai phát triển ở nơi đây là một ngôi chùa, là một ngôi nhà chung của mọi người, là một trung tâm phúc lợi xã hội, thì đấy là tâm nguyện của chúng tôi đang làm và trong tương lai sẽ tiếp tục làm cái tâm nguyện này. Xa quê hương, nhiều hoàn cảnh người Việt nơi xứ người. Trong cuộc sống, họ luôn phải đối đầu với biết bao nghịch cảnh, có lúc dễ ngã quỵ nếu không có điểm tựa tinh thần. Trước những giông tố của cuộc đời, họ trở về với cửa thiền, với ngôi nhà quê mẹ, tìm sự bình yên, tình người ấm áp để phần nào vơi đi nỗi nhớ quê hương. Từ ngày có ngôi chùa Việt Nam tại thành phố Yangshan này á, thì con là một trong những Phật tử may mắn nhất, tại vì được ở gần chùa cùng với lại quý huynh đệ ở đây cùng chung tay làm phụng sự, làm việc công quả phụng sự cho chùa. Ước muốn rằng là ngôi chùa Hải Nguyện tại nơi đây sẽ được nhiều người biết tới để cảm nhận được sự bình yên nơi chốn thuyền môn. Những hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa và cộng đồng Phật tử ở Yangshan miền Nam Hàn Quốc giờ đã được tham gia học các khóa tu tập tại chùa Hải Nguyện vào ngày cuối tuần để phù hợp với việc đi học, đi làm của hầu hết người Việt tại đây.
sau dần dần mình sẽ thành được nghe sư thầy, sư cô giảng giải, chỉ dạy qua mỗi bài học tâm thức. Những trái tim như được phun bồi trí tuệ, thức tỉnh niềm tin. Những bài học giản đơn thực sự có giá trị cho cuộc sống của mỗi người con nơi xứ người. Bên cạnh đó, chùa thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, các hoạt động công quả gắn kết cộng đồng xích lại gần nhau hơn. Trong hơn một năm vừa qua, quý vị Phật tử rất quan tâm tới sự hiện diện của ngôi chùa Hải Nguyện. Cụ thể như trong lễ Phật đản vừa qua, có gần 1.000 người về chùa tham dự. Những hoạt động trong tương lai thì chùa dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý sẽ tổ chức những khóa tu định kỳ, những khóa tu mùa hè dành cho con em của các gia đình đa văn hóa, cũng như là con em của người Việt chúng ta đang sinh sống tại đây. Ngoài ra thì sẽ tổ chức lễ Vu Lan, lễ Tết để người Việt chúng ta về chùa thưởng thức cái Tết trọn vẹn như là đang ở tại Việt Nam vậy. Bên cạnh đó thì khoảng thời gian Trung Thu là khoảng thời gian nghỉ rất là dài, chùa dự kiến cũng sẽ tổ chức khóa xuất gia giao duyên để tạo một cái môi trường dành cho các bạn về thực tập đời sống xuất gia. Khi mà cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc mỗi ngày tăng lên, cuộc sống tại nước ngoài có nhiều khó khăn phải đối diện. Trung tâm Phúc Lợi Ngôi Nhà Quê Mẹ được kiến tạo với nguyện vọng đồng hành cùng những người con xa xứ trong việc thích ứng cuộc sống mới và san sẻ những khó khăn liên quan đến viện phí, cuộc sống và tinh thần của mỗi người. Một ngôi nhà thật đẹp đã được xây bằng chất liệu tình thương như thế. Với tâm lực, trí lực, sức lực của nhiều người góp chung lại cùng sự điều hành từ Chùa Viên Ngộ, Trung tâm Phúc Lợi Ngôi Nhà Quê Mẹ dành cho người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trở thành nơi trở về yên bình của những người con xa xứ. Em sang Hàn Quốc cũng được gần 2 năm, với lại hiện tại em đang mang thai, được chỗ trung tâm khoa sản giới thiệu về ngôi nhà quê mẹ. Em về đây cũng được 3 tháng, được các sư cô, sư thầy và các quý huynh đệ hỗ trợ yêu thương và đùm bọc. Khó khăn đầu tiên mà phải kể đến đó là về nhân sự. Đa phần những tình nguyện viên mà hỗ trợ cho ngôi nhà quê mẹ là những bạn Phật tử về chùa. Cái khó khăn thứ hai đó là về cơ sở vật chất. Ở dưới chùa Hải Nguyện thì những nhà ở hiện tại chỉ là những cái container thôi. Do đó mà chưa có thực sự đầy đủ tiện nghi để cho các bạn về lưu trú. Khó khăn thứ ba đó chính là về truyền thông. Hiện tại quỹ hỗ trợ viện phí đã đi vào hoạt động trong gần 2 năm rồi, nhưng mà số lượng người Việt tại Hàn Quốc không có vào bảo hiểm được thì còn rất là ít. Cho nên nói là rất là mong muốn các bạn nếu biết được quỹ hỗ trợ viện phí của ngôi nhà quê mẹ thì hãy đăng ký để tự mình bảo vệ cho chính bản thân mình trong những lúc nguy hiểm, những lúc ốm đau bệnh tật trên đất Hàn Quốc này. Khó khăn thứ tư đó là về kinh phí để hoạt động của ngôi nhà quê mẹ. Trong tương lai, mong muốn làm sao đó mình nhận được một cái nguồn hỗ trợ chính thức từ chính phủ để mà có nhiều người Việt được giúp đỡ nhiều hơn. Chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa chở che hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Từ khắp Nam Châu đã có hơn 300 ngôi chùa do Ni sư Việt Nam trụ trì. Dù mỗi ngôi nhà ấy là một ngọn đèn nhỏ, nhưng vẫn là ngọn đuốc từ bi và trí tuệ được thắp lên. Sự hiện diện của ngôi chùa, dù bất cứ ở đâu, sẽ là biểu tượng đạo đức cao cả của mỗi người con Việt Nam. Con cảm thấy rất là may mắn khi có cơ hội được ở trong chùa, học hỏi được nhiều điều từ thầy, cô và các anh chị. Cũng rất mong là trong quãng thời gian tới sẽ có nhiều người biết đến chùa hơn, cùng nhau tu tập để mình có thể có một cuộc sống an lạc hơn. Cộng đồng Phật tử người Việt tại Hàn Quốc
một lòng hướng về lý tưởng chung, vững lòng xác tín rằng thành tâm tất thành công, đã cùng hiện thực hóa những giấc mơ tưởng chừng như không thể. Và ngôi nhà quê mẹ mỗi ngày vẫn tràn đầy niềm yêu thương, sưởi ấm trái tim của những người con xa quê hương. Những mong trong tâm thức của mỗi người, ý niệm vun bồi, tu dưỡng để mái chùa mãi mãi là nơi chở che hồn dân tộc, luôn hiện hữu, dù cuộc sống có đổi thay.